Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 2 cuốn tự truyện Không gục ngã của nhà văn Nguyễn Bích Lan, mục 9 nhỏ, hãy dám sống với đam mê. Nữ nghệ sĩ múa ba lê người Cuba Alicia Alonso bắt đầu học múa từ năm 8 tuổi. Ở tuổi 19, đang là diễn viên múa ba lê đầy triển vọng của Cuba, Alicia bị một chứng bệnh về mắt khiến bà gần như bị mù. Bác sĩ khuyên bà nên từ bỏ sự nghiệp, nhưng bà không nghe theo lời khuyên đó bởi vì múa ba lê là niềm đam mê của cuộc đời bà. Ngay cả khi phải nằm trên giường bệnh, Alicia vẫn tiếp tục luyện tập cho các vai diễn trong các vở kịch bằng cách hình dung trong đầu các động tác di chuyển và dùng ngón tay để mô tả các động tác đó. Dù không nhìn thấy ánh sáng, bà vẫn cống hiến tài năng và sự lao động nghệ thuật của mình cho nền ba lê của Cuba và thế giới. Bà chính là người đã sáng lập ra đoàn ba lê tiền thân của đoàn ba lê quốc gia Cuba, cái nôi sản sinh ra nhiều nghệ sĩ múa ba lê nổi tiếng. Bà được mệnh danh là huyền thoại ba lê của đất nước Cuba. Câu chuyện về Alicia Alonso cho chúng ta thấy sức mạnh của niềm đam mê. Trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật, chỉ đam mê mới có thể đưa người ta vượt qua sự gian khổ trên chặng đường luyện nghề để đi đến những chặng đường sáng tạo và cống hiến. Trên thế giới, những dịch giả văn học được gọi là những con ngựa thổ văn hóa. Cách nói đầy hình tượng ấy có thể giúp bạn hình dung phần nào những thách thức đối với những người dịch văn học nói chung. Ở nước ta, một nước mà mặt bằng chung của văn hóa đọc chưa được tốt, những thách thức đối với người dịch văn học rất lớn. Trong một buổi tọa đàm về dịch văn học được tổ chức vào tháng 5 năm 2012, dịch giả Lê Quang, người đã dịch những tác phẩm văn học hiện đại bằng tiếng Đức sang tiếng Việt đã nói, có 100 lý do để các dịch giả bỏ nghề, nhưng họ vẫn dịch. Tôi nghĩ rằng chính niềm đam mê đã giúp các dịch giả văn học của nước ta vượt qua cả 100 sự khó để dấn thân trên con đường của những con ngựa thồ văn hóa. Năm 2005, khi tôi đã dịch được 5 cuốn sách văn học, tôi được gặp dịch giả nổi tiếng Thúy Toàn. Ông nói với tôi, dịch văn học là phải đam mê. Với tôi, câu nói của ông như là một sự nhắc nhở hơn là một thông điệp đơn thuần. Tôi nghĩ rằng ông nói như vậy là muốn nhắc nhở tôi hãy lao động dịch thuật bằng niềm đam mê và hãy giữ niềm đam mê qua từng trang sách. Tôi ghi nhớ lời nhắc nhở ấy và luôn ý thức cao về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng niềm đam mê trong công việc. Để có thêm sự phấn khởi mỗi khi bắt đầu dịch một cuốn sách mới, tôi thường nghĩ đến độc giả, những người tìm thấy ích lợi nào đó từ những cuốn sách tôi dịch. Tôi cũng nghĩ đến những dịch giả lớn, những người đã dành tâm huyết của mình để dịch những tác phẩm văn học có giá trị tư tưởng và tính nhân văn sâu sắc, để cảm thấy mình được khích lệ mỗi khi gặp những thách thức trong quá trình dịch. Nhờ có niềm đam mê mà tôi đã kiên nhẫn đi từng bước trên con đường khó của một con ngựa thồ văn hóa, được hơn 10 năm đã không bỏ cuộc trước những thách thức trên con đường ấy. Sau khi nước ta ký công ước Bern về bảo hộ bản quyền, tôi không chờ các nhà xuất bản giao sách cho mà dịch, mà chủ động tìm nguồn nguyên tác cho việc dịch thuật của mình. Kể từ đó, tôi ở vị trí được chọn những cuốn sách mà mình thực sự thích dịch, chứ không phải ngồi chờ nhà xuất bản giao sách cho dịch nữa. Từ đó, tuy chưa dám thử sức với những tác phẩm văn học kinh điển, tôi đã chọn dịch những cuốn sách văn học giàu hàm lượng văn hóa, có tính nhân văn và tính văn chương cao, giúp bồi dưỡng tâm hồn của bạn đọc, bởi vì tôi biết công việc của mình là một loại công việc nhọc nhằn. Với một người mang bệnh như tôi, mỗi lần dịch được một cuốn sách là một lần vượt khó. Tôi không muốn bỏ công sức cho những cuốn sách rẻ tiền, càng không muốn làm uổng phí thời gian của bạn đọc. Tôi cho rằng một trong những yếu tố quan trọng khiến người dịch văn học có được niềm đam mê với công việc của chính mình là ý thức về sự thanh cao của nghề mình đang theo đuổi, về giá trị của những tác phẩm mà mình đang góp phần tạo nên. Nếu chọn dịch những cuốn sách rẻ tiền, người dịch sẽ không có quyền ý thức về điều đó nữa. Và như thế, niềm đam mê sẽ chết. Ở nước ta, nhuận bút dành cho các nhà văn rất khiêm tốn. Nhuận bút dành cho các dịch giả cũng vậy. Nếu chỉ vì tiền, không ai lại đi dịch sách văn học. Một người có đủ khả năng để dịch những cuốn sách văn học có thể kiếm được một công việc khác, đem lại thu nhập cao gấp 2-3 lần. Tôi đã từng được mời làm một công việc chủ yếu đòi hỏi khả năng tiếng Anh đơn thuần với mức thù lao cao hơn mức thù lao của việc dịch văn học.
nhưng tôi đã từ chối vì tôi biết tôi không có niềm đam mê dành cho công việc ấy. Tôi hài lòng với những giá trị mà công việc dịch thuật mang lại cho tôi. Tôi không quy toàn bộ giá trị lao động của mình ra tiền. Tôi xác định rằng giá trị bằng tiền chỉ là 1/3 tổng giá trị lao động dịch thuật của tôi. 2/3 giá trị còn lại là niềm vui được sáng tạo, được cống hiến, được đóng góp vào sự thay đổi tích cực ở người đọc, được đóng góp cho các nền văn hóa. 2/3 giá trị đó tôi không thể sở tấy bằng tay, nhưng tôi có thể cảm nhận được và tôi biết nó được thu hoạch. Thực ra 2/3 giá trị đó, giá trị tinh thần mà công việc mang lại không phải là tiền, nhưng tiền không mua được phần giá trị đó. Khi bạn có niềm đam mê với việc gì đó, bạn sẽ hứng thú khi thực hiện nó. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được sống với niềm đam mê ấy, sẽ chấp nhận những thách thức mà công việc đặt ra, sẽ hài lòng với những gì nó mang lại cho bạn. Hãy giữ niềm đam mê trong trái tim bạn để có thể hài lòng với cuộc sống của mình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi mục 10 nhỏ phần 2 cuốn tự truyện Không gục ngã của nhà văn Nguyễn Bích Lan mang tên Tự gieo mầm hy vọng. Tôi đã sống chung với căn bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển được hơn 23 năm. Tôi biết rằng trong khi tôi đấu tranh với căn bệnh này, các nhà khoa học ở các nước tiên tiến cũng đang âm thầm chạy đua với thời gian để tìm ra phương pháp chữa trị nó. Hơn ai hết, những nhà nghiên cứu về căn bệnh loạn dưỡng cơ hiểu rằng vì họ chưa thể về đích trong hành trình tìm kiếm của mình, nhiều trẻ em đã bị căn bệnh ấy cướp đi mạng sống. Tháng 8 năm 2004, tôi truy cập một trang báo mạng của nước ngoài và tình cờ đọc được một bài viết về cậu bé người Mỹ tên là Matty G.T. Stepanek. Matty sinh năm 1990 tại bang Maryland, nước Mỹ, trong một gia đình có những người bị mắc bệnh loạn dưỡng cơ. 3 tuổi, cậu phải chịu đựng mất mát lớn lao khi người anh trai qua đời vì căn bệnh này. Dù còn nhỏ tuổi, Matty đã thấm thía nỗi đau mất người thân và cậu bắt đầu làm thơ như một cách tự an ủi mình. Khi ấy, cậu đã bắt đầu ý thức được rằng mình cũng là nạn nhân của căn bệnh quái ác ấy. Từ đó, việc làm thơ trở thành niềm vui đối với Matty và là một vũ khí giúp cậu chống chọi với căn bệnh. Khi cậu lên 10, bệnh của cậu đã tiến triển theo chiều hướng rất xấu. Cậu thường xuyên phải nhập viện để điều trị các chứng rối loạn chức năng hô hấp, tiêu hóa, bài tiết, huyết áp và đặc biệt là những vấn đề về tim. Thay vì khóc lóc và ủ rũ, Matty đã kiên cường chịu đựng đau đớn và liên tiếp cho ra đời những bài thơ đậm chất tự sự, giản dị nhưng sâu sắc, khiến nhiều người đọc ngạc nhiên. Nhiều bài thơ của cậu được sáng tác ngay trên giường bệnh, trong những cơn đau. Thơ của Matty được xuất bản và trở thành sách bán chạy ở Mỹ. Matty được nhiều người gọi là thần đồng thơ ca của nước Mỹ. Dù biết rõ sự sống của mình đang bị đe dọa, Matty vẫn không nguôi hy vọng. Cậu viết, lớn lên tôi định trở thành một người cha, một nhà văn, một diễn giả và nhất là một người kiến tạo hòa bình. Matty không kịp thực hiện các dự định đó. Ngày 22 tháng 6 năm 2004, cậu bé Stepanek Matty qua đời tại Bệnh viện Nhi Đồng ở Washington trong niềm tiếc thương của hàng triệu người dân Mỹ. Hàng nghìn người đã đến dự tang lễ của cậu tại Maryland. Chỉ sống 14 năm ngắn ngủi trên cõi đời, nhưng Matty không chỉ để lại cho thế giới những vần thơ trong sáng giàu ý nghĩa, mà còn để lại những bài học, những thông điệp về lòng dũng cảm phi thường và tình yêu đời tha thiết. Tôi biết về Matty sau khi cậu qua đời được vài tuần. Tôi đã khóc với những giọt nước mắt tiếc thương từ đáy lòng mình, và tôi đã khóc với những giọt nước mắt sẻ chia nỗi đau của gia đình cậu. Cái chết của một người mắc một căn bệnh giống mình thực sự khiến tôi rất buồn. Nhưng tôi cũng đã tìm thấy sức mạnh và niềm an ủi, những thông điệp quý giá từ những vần thơ Matty để lại. Matty đã viết những câu thơ tha thiết này: thật vui khi mọi người biết bạn có mặt ở đó, nhưng cũng thật quan trọng khi họ nhớ đến bạn khi bạn đi xa. Người ta nói sự vắng mặt gợi nhiều thương mến hơn, nhưng chẳng bằng điều này, sự tồn tại hôm nay gợi nhiều thương mến nhất. Những vần thơ của Matty đã nhắc nhở tôi phải biết trân trọng những ngày được sống trên cõi đời này, được sống thêm dù chỉ một ngày trên cõi đời này,
cũng đã rất đáng để chúng ta hy vọng. Và một ngày không phải là ít để chúng ta tạ ơn cuộc sống bằng những việc làm có ích của mình. Cũng giống như Matty, trong khi chờ đợi các bác sĩ tìm ra phương thuốc trị bệnh cho mình, tôi đã cố gắng bằng tất cả nghị lực, sức lực và khả năng để làm tất cả những gì khiến sự tồn tại của mình trở nên ý nghĩa từng giờ, từng ngày. Sự tồn tại của tôi thêm ý nghĩa khi tôi được biết rằng mình đã ít nhiều tạo nên những thông điệp thuyết phục về giá trị của cuộc sống bằng chính những việc làm mà mình đã làm được. Rất nhiều người biết về tôi qua báo chí đã viết thư nói rằng câu chuyện vượt khó của tôi đã giúp họ nhận ra sự may mắn của mình, truyền cho họ sức mạnh để vượt qua những thử thách của cuộc sống, khiến họ thêm yêu đời. Năm 2008, phóng sự 6 kỳ mang tên Không Gục Ngã nói về cuộc vượt khó của tôi đăng trên báo Tuổi Trẻ đã tạo ra những tác động tích cực đối với nhiều bạn đọc. Rất nhiều bạn đọc đã gửi về tòa soạn những dòng phản hồi đầy xúc động. Sau khi phóng sự kết thúc, báo Tuổi Trẻ đã cho trích đăng một số phản hồi tiêu biểu của những bạn đọc thuộc các lứa tuổi khác nhau trong một bản tin mang tên Bích Lan truyền hy vọng đến nhiều người. Độc giả Nguyễn Kim Thành ở Đà Nẵng viết: "Nhìn các tấm ảnh chụp Bích Lan gầy yếu, tôi không hiểu ở đâu mà cô có sức lực để dịch được nhiều cuốn sách, làm thơ và viết truyện như thế. Nhưng càng đọc các bài viết, càng hiểu rằng sức lực đó chính là nghị lực của cô, nghị lực của một con người đã vượt qua lằn ranh sinh tử để trở lại với cuộc đời. Đó là nghị lực của một cô gái trẻ không bao giờ nguôi hy vọng. Và dù ngày mai có chết, hôm nay cũng không được phép gục ngã." Những ngày sau khi phóng sự được đăng lên, thư đến với tôi dồn dập, gần như cứ vài phút tôi lại nhận được một bức thư điện tử. Khi lượng thư lên tới 1.200 bức, các anh chị ở báo Tuổi Trẻ sợ tôi đọc thư và hồi âm thư cho bạn đọc nhiều sẽ mệt, đã gợi ý rằng tôi nên viết vài dòng gửi tới tất cả những độc giả của báo. Và tôi đã viết ra những dòng tâm huyết nhất, xúc động nhất khi tôi biết rằng câu chuyện của mình được nhiều người chia sẻ, được góp phần làm thay đổi cuộc sống của người khác theo hướng tích cực. Tôi đã viết những dòng này để cảm ơn độc giả của báo Tuổi Trẻ. Lan xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới tất cả các bạn, những người mà trong dòng đời trôi đi đã dừng lại nghe câu chuyện về Lan, nói lên những cảm xúc không thể kìm nén, bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ của các bạn và còn hơn thế. Điều khiến Lan vui nhất khi đọc mỗi bức thư của các bạn không phải là những lời khen ngợi dành cho Lan, mà là chính điều đã trỗi dậy trong con người các bạn khi biết về Lan, về những gì Lan đã và đang phải trải qua, những gì Lan đã làm được. Qua những dòng thư của các bạn, Lan cảm thấy các bạn đã nhìn thấy bản thân mình rõ hơn, đã thấy cuộc đời của các bạn đáng quý và đáng sống biết nhường nào. Quan trọng hơn, từ trường hợp của Lan, các bạn đã có thêm niềm tin vào cơ hội tồn tại trong chính cuộc sống của các bạn, và dù bạn ở vào hoàn cảnh nào. Chẳng ai muốn mình gặp khó khăn, nhưng Lan muốn nói với các bạn rằng khó khăn chính là cơ hội để chúng ta nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, cơ hội để chúng ta đánh thức những khả năng tiềm ẩn trong chúng ta, cơ hội để chúng ta rèn luyện ý chí và nghị lực, cơ hội để chúng ta yêu thương những người đang sống quanh ta và đón nhận tình yêu thương của họ. Lan tin rằng kể từ đây, có thêm các bạn bên Lan, động viên Lan trong những chặng đường sắp tới. Lòng biết ơn của Lan đối với những người đã, đang và sẽ ở bên Lan trong cuộc chiến không bao giờ chấm dứt này, giống như lòng biết ơn của một đứa con biết vâng lời cha mẹ, gắng chăm học, chăm làm, chăm tu dưỡng. Nói con yêu cha mẹ cũng cần thiết, nhưng không ý nghĩa bằng làm những việc tốt. Với tác động tích cực mà phóng sự Không Gục Ngã tạo ra, tôi đã được báo Tuổi Trẻ trao giải thưởng Những Câu Chuyện Làm Thay Đổi Cuộc Sống. Tôi nghĩ rằng sở dĩ câu chuyện vượt khó của tôi có thể góp phần làm thay đổi cuộc sống của những người khác là bởi nó chứa đựng nhiều hy vọng, và quan trọng hơn, nó chứng minh một điều rằng dù trong những hoàn cảnh khó khăn, con người ta vẫn có thể tạo ra niềm hy vọng, có thể chia sẻ niềm hy vọng với người khác. Bạn cần tạo được hy vọng cho chính mình thì mới có thể truyền hy vọng cho người khác được. Đó là điều tôi nghiệm ra trong hành trình vượt khó của mình. Trong số độc giả viết thư cho tôi, có những người mẹ có con bị mắc bệnh loạn dưỡng cơ. Khi bác sĩ cho biết con mình mắc căn bệnh nan y đó, bà mẹ nào cũng bị sốc. Hầu như bà mẹ nào trong lá thư đầu gửi cho tôi cũng viết rằng họ không tin con mình mắc phải căn bệnh đó.
họ không thể lập tức chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó. Tôi tìm lời an ủi họ, giúp họ bình tâm lại để có thể có được cách nhìn nhận đúng đắn và hợp lý về căn bệnh. Tôi biết rằng thật dễ hiểu khi những người mẹ đó cảm thấy tuyệt vọng, khi biết những thông tin không mấy lạc quan về căn bệnh, nhất là tính chất tiến triển của nó. Trong tâm trạng đó, họ kiếm tìm tất cả những gì có thể mang lại cho họ chút hy vọng. Thoạt đầu, họ nghĩ nếu tôi sống được với căn bệnh đó trong từng ấy năm, thì chắc hẳn tôi phải có phương cách nào đó có thể giúp ích cho con họ. Tôi không phải là bác sĩ, tôi chỉ là một trong những nạn nhân của căn bệnh nan y đó. Tôi không có một phép màu nào cả. Tôi nói cho những bà mẹ ấy biết những gì căn bệnh đã gây ra cho tôi. Không nói giảm nhẹ đi, cũng chẳng cố tình nói quá lên. Tôi nói rằng ngoài 30 tuổi, tôi chỉ nặng không quá 30 cân và tôi vẫn đang tiếp tục gầy đi. Tôi nói rằng đã hơn 10 năm nay, căn bệnh gây ra cho tôi những vấn đề về tim, khiến tôi có lúc cận kề cái chết. Tôi nói rằng tôi không giơ tay lên ngang mặt được nữa, không thể bước lên bậc thang, không thể tự đứng lên ngồi xuống, không thể cúi cong lưng. Có quá nhiều việc đơn giản mà những người bình thường chẳng cần chút cố gắng nào cũng thực hiện được. Đối với tôi, giờ đây trở thành không thể. Tôi cũng là nạn nhân của căn bệnh mà con họ đang mang. Tôi cũng phải chịu đựng những gì mà con họ phải chịu đựng. Nhưng tôi vẫn sống bằng chính cuộc sống của mình. Tôi đã chứng minh rằng căn bệnh loạn dưỡng cơ không thể ngăn cản tôi sống một cuộc sống có ích với niềm lạc quan, với những đam mê, khát vọng và sự cống hiến. Gia đình tôi từ lâu lắm rồi cũng đã chấp nhận thực tế về căn bệnh của tôi. Thay vì buồn nản và thất vọng, các thành viên của gia đình cùng tập trung chăm sóc tôi bằng mọi cách có thể, tạo mọi điều kiện để tôi có thể làm việc và sống vui. Tôi kể cho các bà mẹ của những em bé bị bệnh loạn dưỡng cơ nghe về cái cách mẹ tôi đã cùng tôi đương đầu với căn bệnh. Tôi kể cho họ biết khi tôi bị bệnh, mẹ tôi không chỉ phải chịu đựng nỗi buồn giống họ, mà còn phải chịu đựng một nỗi buồn to lớn khác. Đó là nỗi buồn khi bố ra đi. Tôi không muốn nhắc đến vết thương lòng của mẹ, tôi chỉ muốn nói đến những nỗi khổ, vất vả mà mẹ tôi phải đương đầu. Sau khi bố tôi ra đi, mọi trách nhiệm của gia đình đều đổ dồn lên đôi vai của mẹ. Mẹ tôi đã kiên cường vượt qua mọi khó khăn, chăm lo cho ba chị em tôi trưởng thành. Sự cứng cỏi, nghị lực và quyết tâm vượt khó của tôi là niềm hy vọng của mẹ. Sự kiên cường và đức hy sinh của mẹ là niềm hy vọng của tôi. Vậy nên, tôi muốn nói với các bà mẹ có con bị mắc bệnh loạn dưỡng cơ nói riêng và những người đang phải đối mặt với những rủi ro, những thách thức to lớn trong cuộc sống nói chung rằng hy vọng không ở đâu xa, hy vọng ở ngay trong mỗi chúng ta. Vậy nên hãy tạo ra hy vọng cho chính mình để truyền hy vọng cho những người chúng ta yêu thương. Trong những lúc khó khăn gian nguy, nếu không có niềm hy vọng, chúng ta sẽ gục ngã.